Chào mấy anh em nha. Anh em lên con cưa 382 72cc nòng 52 ly. Còn đẹp lắm nha. Con này đời 2018. Mình xăng trắng luôn nha. Lóc trắng luôn. Con này là cái nòng nó nòng zin nha mấy anh em. Còn đẹp lắm. Máy cưa chủ yếu là cái nòng quá rất là đẹp. Con kiểm tra rồi. Như con người mình bộ phận như trái tim vậy đó. Nòng rất là đẹp nha. Rồi ai mua con này liên hệ nha, giá rẻ bất ngờ luôn nha. Không mua đừng nói lời cay đắng nha. Ok mấy anh em. Đây, nhiều video gì ta. Con này thì nó có làm xích đi theo nè. Nó tin còn nhiều lắm nè. Làm xích đi theo còn giỏi làm luôn. Đó, ai mua thì liên hệ em. Giá cả, giá rẻ bất ngờ luôn. Không mua đừng nói lời cay đắng nha. Ok. Con nồng còn rất là đẹp luôn. Bye bye anh em nha.